mấy game ạ. Chị đã phải uống rất là nhiều thuốc rồi, tổng quay lại đến đây. Nhưng mà các em cũng đừng lo lắng, chị sẽ nhanh chóng quay trở lại và lợi hại hơn xưa thôi. Và bây giờ, bye bye em nhé. Các em hãy chúc cho chị Thơ mau khỏi ốm nhá. Còn bây giờ thì video của anh và chị Thơ đến là kết thúc rồi.